Chạy đi các bạn ơi. Rồi chiều nay mình đi thả diều à, cuối tuần nha, diều giấy nha. Gió mới lên. Con Ngọc ai làm cho con? Con làm tào lao thì nghĩ ra cái chân cái cây mình để dưới. Không chịu cái giờ chọc đó. Sao Tam lên cho con? Đúng rồi, là gì đó Tam, đúng rồi vậy đó, nó bay lên á. Đừng có chạy gió mạnh nữa lên nè. Tam, rồi ba thả ra. Con bé mà chưa hết lên rồi. Gì mới đây tôi rớt hả? À? Con làm sao rớt vậy? Ai biết thả dây ra thêm chị? Rồi chứ có gió mà thả lên lại chắc.
thấy gió mạnh mới thả. À đúng rồi. Gió mạnh mới lên được. Vậy lông vịt này mới bay dữ ta. Đổi lại quay cái con chảy xuống dưới. Gió mạnh mới bay được. Làm gì sao bay? Cột dây dưới cái cây mà bay. Làm tàu lao dây ai cộm vậy, dẫn lên mà phải đổi dây lại. Ai ngoại đi lâu quá mà không biết chơi rồi. Cắt khúc dây cộm lồng lại. Có cái kéo không? Có cái gì cắt không? Đây là cái kéo. Cắt không cắt giờ. Để cái hai đầu dây nữa nè, cắt cắt người ra đi. Ê, có anh hai à, nhiều anh hai cục bắp. Để dướng dây vậy. Cắm cục bắp. Hết gió rồi đó, mẹ chim én bay qua đó. Gió thả diều chim én mà bệnh bay qua. Biến vậy. Ổn vậy, con là vô dự mà sao có bạn. Con nhiều hai cục gió.
Kết thúc đi, hết gió à. Kết thúc clip này ở đây đi. Hết gió rồi. Hết gió rồi. Đợi để đi cô Tư, hết gió rồi.